Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt cái extension EndNote Click ở trên máy tính Mac. Và hiện nay tôi đang sử dụng cái trình duyệt là Chrome. Cái extension này thì bạn hiểu nôm na nó là một cái phần mềm phụ trợ để nó chạy cùng với cái trình duyệt Chrome của các bạn. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu và chúng ta sẽ mở Google ra. Và chúng ta sẽ tìm kiếm, chúng ta sẽ đánh chữ EndNote Click. Và chúng ta nhìn thấy cái đường link ở phía ngay đầu tiên và chúng ta click vào. Lúc này thì chúng ta sẽ đến được cái biểu tượng là EndNote Click giống như thế này. Và lúc này là chúng ta đang nằm ở trong cái Chrome Web Store, tức là cái nơi chứa các cái extension của Google. Và chúng ta sẽ có cái nút là Add to Chrome ở đây và chúng ta click vào. Máy tính sẽ hỏi là chúng ta có Add không và chúng ta click vào Add này. Đấy. Như vậy là chúng ta lúc này đã add xong cái extension EndNote Click vào đây. Và khi mà làm xong thì nó sẽ hỏi là chúng ta cần phải tạo ra một cái account, tức là một cái tài khoản để chúng ta có thể truy cập vào cái EndNote Click. Và chúng ta nếu mà chúng ta muốn hiện ra cái biểu tượng EndNote Click ở phía trên này thì chúng ta sẽ cần phải pin nó vào và chúng ta kích vào cái phần ở phía bên góc bên tay phải này này. Đấy, nhìn thấy chữ extension này. Và chúng ta click vào đây. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy chữ EndNote Click và chúng ta click vào cái pin này này. Đấy. Đấy, thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy hiện ra ở đây một cái biểu tượng là EndNote Click. Và để sử dụng cái extension này thì chúng ta cần, như tôi vừa nói, thì chúng ta cần phải tạo một cái account. Thì tạo cái account này thì tương đối là dễ. Chúng ta chỉ cần chúng ta điền tên này, first name này, tên này, họ này, email này và chúng ta cho cái password của chúng ta vào đây. Sau đó thì chúng ta click vào Create My EndNote Click Account. Như vậy là xong và sau đấy thì hệ thống nó sẽ gửi chúng ta một cái email để chúng ta confirm. Bước này tương đối là đơn giản nên là tôi không hướng dẫn sâu. Cái này giống như là việc bạn tạo ra một cái hòm thư email thôi. Và nó rất là đơn giản. Sau khi mà bạn tạo xong cho mình một cái tài khoản rồi thì cái tài khoản của bạn lúc này nó sẽ sử dụng bằng cách là cái account của bạn chính là cái email của bạn. Và sau đó thì chúng ta điền cái password vào. Và tôi đã có một cái tài khoản rồi. Vì vậy nên là tôi sẽ vào đây, tôi sẽ click vào sign in luôn. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy đây này, cái tài khoản để sign in chính là cái email của tôi và cái password ở đây này. Đấy. Và tôi click sign in. Đấy. Khi vào trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nó có cái khung tìm kiếm ở đây và chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm trực tiếp ngay từ ở cái khung tìm kiếm này và chúng ta tìm kiếm ở trên PubMed. Trước khi làm cái việc này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn một chút về một số cái tính năng của cái EndNote Click này đã. Thì chúng ta vào cái phần setting này. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây này, nó có cái locker uses, tức là đây là cái kho chứa của bạn, tức là mỗi khi mà bạn tìm kiếm xong một cái tài liệu nào đó thì nó sẽ lưu vào trong cái kho này của bạn và lần sau chúng ta mở ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái tài liệu ở trong cái kho này. Thì nếu mà bạn tích vào đây, tích vào cái chỗ này always này thì mỗi lần nó tìm kiếm xong thì nó sẽ lưu cái tài liệu vào trong kho. Còn nếu mà bạn bỏ tích đi thì nó sẽ không lưu vào trong kho và chúng ta sẽ cần phải kích vào cái nút lưu thì nó mới lưu vào. Và bạn lưu ý là như này, hiện nay thì cái tài khoản của tôi nó đang ở cái chế độ là premium, tức là nó có 2GB. Đây, nó là 2000MB, tức là nó có khoảng 2GB, có thể chứa được 2GB dữ liệu. Thì bạn muốn làm được cái việc này thì bạn cần phải dùng cái đường link của bạn. Đây, dùng cái đường link này để giới thiệu cho bạn của bạn. Và nếu bạn của bạn sử dụng cái đường link này để đăng ký cái EndNote Click thì cái tài khoản của bạn sẽ tự động được nâng cấp lên là premium. Bạn cũng có thể sử dụng chính cái đường link này để đăng ký tài khoản. Và như vậy thì coi như là tôi cũng đang giới thiệu cái phần mềm này đối với bạn. Ở đây bạn nhìn thấy này, có một số bạn đã được tôi giới thiệu sử dụng cái đường link này. Cái này cũng không quá quan trọng, bạn chỉ cần giới thiệu cho một người thôi và lúc này thì tài khoản của bạn đã lên được thành premium. Có một điều nữa mà tôi cũng muốn nói với bạn, đó là chúng ta vào cái phần customize này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây này, nó có một số các lựa chọn. Chúng ta có thể cài đặt cái EndNote Click này, tìm kiếm ở trên cái nền tảng là Web of Science, PubMed hoặc là Google Scholar. Thì đối với tôi thì tôi thấy là nên cài đặt ở chế độ là PubMed và chúng ta sẽ tìm kiếm các cái tài liệu ở trên PubMed này là tiện nhất. Rồi, như vậy là xong, chúng ta đã đi qua cái phần cơ bản nhất để cài đặt cái EndNote Click này lên trên hệ thống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần hay ho của cái EndNote Click này. Chúng ta sẽ quay trở về cái màn hình chính của EndNote Click. Thì khi mà chúng ta vào thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm ở đây. Giả sử như là bạn đánh những cái từ khóa ở đây để bạn tìm kiếm, hoặc là bạn có thể đánh chính tên tác giả để bạn tìm kiếm các bài báo của một tác giả nào đó. Ví dụ như là tôi muốn tìm kiếm các bài báo của tôi thì tôi kích vào đây thì lập tức hệ thống nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ chuyển sang cái màn hình là PubMed và nó sẽ tìm kiếm các bài báo của tôi. Và như bạn nhìn thấy ở đây này thì nó có một cái khác biệt, đấy là nếu mà bạn không cài cái EndNote Click này thì nó sẽ không có các cái phím màu tím ở đây này. Đấy, thì đối với những trường hợp là những cái bài báo mà free, tức là miễn phí này, nó có cái phần full text thì cái phần mềm này nó tự động nó lấy các bài báo này về và chúng ta chỉ cần click vào đây thôi là chúng ta có thể xem được cái bài báo đó. Giả sử như là tôi muốn xem bài báo này chẳng hạn, đấy, tôi click vào đây cái vậy là ngay lập tức tôi đã có thể mở được ngay cái bài báo mà tôi đang tìm kiếm ra. Và bạn nhìn sang bên tay phải bên này thì nó sẽ có một số các cái tính năng. Thì như tôi nói ở trước là nếu mà trong trường hợp mà bạn lựa chọn là cái muốn cho cái phần mềm này nó tự động nó lưu các cái bài báo tìm kiếm của bạn vào trong hệ thống thì đây bạn nhìn thấy này, nó tự động nó đã lưu rồi. Tức là mỗi lần khi mà chúng ta mở ra là nó tự động nó lưu vào trong cái kho lưu trữ rồi. Đấy, thì đây là một tính năng. Tính năng tiếp theo đấy là tải về này. Đấy, bạn tải cái bài báo này về bằng download này, PDF nên nó sẽ tải về máy và bạn có thể sử dụng được. Bạn có thể share cái bài báo này, đấy, bạn đánh cái này, bạn gửi cho các đồng nghiệp của bạn hoặc là gửi cho chính bạn để bạn có cái bài báo này. Bạn có thể export ra EndNote, đấy, export ra EndNote, đấy, export cái thì nó sẽ ra một cái phần là cho EndNote, đấy. Và bạn có thể nhập cái trích dẫn này vào trong EndNote và sau đó thì bạn sử dụng cái này để trích dẫn vào tài liệu của bạn. Bạn có thể visit cái journal page, tức là bạn có thể truy cập vào cái trang web của cái tạp chí mà xuất bản cái bài báo này. Đấy, kích vào đây để chúng ta đến được chính cái bài báo ở trên cái trang web của tạp chí. Hoặc là bạn có thể kích vào Get Citation ở đây này. Đấy, thì lúc này chúng ta có thể sử dụng trích dẫn này để chúng ta sử dụng nhanh. Chúng ta copy cái phần trích dẫn này vào để copy vào những cái phần bài viết của chúng ta nếu mà chúng ta không quá cầu kỳ vào cái việc là sử dụng các cái phần mềm quản lý trích dẫn. Còn cái phần dưới này là phần tag, là cái phần mà bạn phân loại các bài báo vào các cái chủ đề khác nhau. Thì cái này cũng tương đối đơn giản, bạn có thể tự học. Và cái cuối cùng là Web of Science Record. Cái này thì chỉ phù hợp đối với một số những cái trường hợp là các bạn mà đang theo học ở trường đại học, mà các trường đại học họ đăng ký tài khoản đối với Web of Science thì bạn có thể sử dụng được cái tính năng này. Còn không thì khi bạn kích vào đây thì nó chỉ đến được một cái gọi là phần abstract thôi, nó sẽ cho chúng ta thấy cái phần abstract của cái bài báo này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây này. Đấy, thế còn những cái báo mà báo cáo sâu hơn thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Rồi, như vậy đấy là chúng ta có thể tìm kiếm một cách đơn giản. Thứ nhất đấy là chúng ta tìm kiếm ở trên chính ở trong cái phần là trang chủ của cái EndNote Click thì chúng ta hoàn toàn có thể vào PubMed này. Đấy, chúng ta vào kích vào PubMed này rồi. Và chúng ta có thể tìm kiếm ở đây, tìm kiếm các cái bài báo mà chúng ta cần tìm kiếm, hoặc là đánh tên tác giả này, hoặc là đánh một cái từ khóa nào đấy vào đây. Đấy. Đấy, mỗi khi mà chúng ta tìm kiếm ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái hiện cái phím tím này là chúng ta có thể tải bài báo này về. Giả sử như là chúng ta tìm kiếm về breast cancer chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, thế thì cái phần mềm này nó sẽ tự động nó tìm ra những cái bài báo nào mà miễn phí mà chúng ta có thể đọc được. Đấy, thì chúng ta thử click vào đây để chúng ta lấy các cái bài báo này về, mở ra đọc và lấy các bài báo này về. Chúng ta cũng có thể vào Google Scholar để chúng ta tìm kiếm. Giả sử như là bạn muốn tìm kiếm về Covid chẳng hạn, COVID-19 chẳng hạn, COVID đấy. Giả sử như bạn muốn đọc cái bài đầu tiên này chẳng hạn. Rồi. Đấy. Thì lúc này bạn nhìn thấy ở phía góc này này, cái hệ thống nó sẽ tự động nó hiện ra ở phía góc này. Nếu trong trường hợp bài báo này nó có ở dạng PDF đấy, thì chúng ta chỉ cần click vào đây thôi. Đấy. Đấy. Thế là cái phần mềm này nó đã lấy cái bài báo này về và nó đã hiện lên đây. Và chúng ta chỉ việc là tải về, hoặc là cái này nó đã tự động nó lưu vào trong cái My Locker của chúng ta rồi, và trong cái kho lưu trữ của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta kích vào My Locker này để chúng ta nhìn thấy này. Đấy, thì chúng ta thấy là cái bài tôi vừa tải về đây này. Đấy, những cái bài này nó đã lưu vào đây rồi. Và lần sau khi mà chúng ta vào thì chúng ta chỉ cần vào đây, đấy, vào cái biểu tượng này này, chúng kích vào đây này. Đấy. Và sau đó thì chúng ta kích vào My Locker này. Đấy. Là chúng ta có thể mở được các cái bài báo này ra, đúng không ạ? Và cái tiện nhất và cái hay nhất là mỗi khi mà chúng ta vào PubMed chúng ta tìm kiếm thì chúng ta có thể lấy được các cái bài full text, nếu mà trong trường hợp là các bài full text này nó được chia sẻ. Và chúng ta hoàn toàn cũng có thể vào các cái tạp chí mà nó cho phép chúng ta lấy các cái bài báo full text để chúng ta lấy các bài báo này về. Ví dụ như chúng ta vào BMC Surgery chẳng hạn. Đấy. Và giả sử như là chúng ta xem cái bài này đi, đầu tiên này. Rồi. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy này, mỗi khi mà nó tìm thấy thì nó đã hiện cái màu xanh này lên rồi. Đấy. Đấy, là lúc này là chúng ta đã lấy được bài báo này rồi. Thì trong một số trường hợp nó không tìm thấy thì chúng ta cũng đành chịu, chúng ta không thể lấy được thì chúng ta phải tìm lấy bằng cách khác. Thì trong một cái video khác thì tôi đã hướng dẫn bạn sử dụng cái sign up để có thể lấy được các bài báo full text. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.